Rồi đây là bát miến ngan đây thưa cả nhà. Rau thì có ba loại rau: húng, quế, ngò gai, hành. Đây đó là rau này, rau ngò, loại ngò ôm đó, ngoài Bắc gọi là rau ngũ trắng. Thank you.
tự là anh ngoài Hà Nội. Ở Hà Nội thì có khác biệt là tính tiền thì họ sẽ không có tính tại bàn mà chúng ta phải xuống dưới quầy để tính tiền ha. Thì đây nó hơi có một cái khác biệt một chút xíu so với Sài Gòn. Thank you.
cái 10 phút à. Nó quay là người đoạn. Rất là vui hôm nay khi ra Hà Nội ăn thì có người giới thiệu đến cái quán là Khoa Ngang 77 Hai Bà Trưng. Đây gặp được cô chủ quán rất là xinh á. Quán mình mở lâu chưa nhỉ? Quán của đây là quán của nhà mình đấy. Quán của gia đình. 32 năm rồi. Thì vợ chồng em là khách quản đến ngày nào thì vẫn đang làm việc. Vâng. Khoa Ngang Khoa cái tên mẹ. Khoa là tên của bác gái. Vâng. Đây thì lẽ ra hôm nay mình định đi ăn là ba người cơ, nhưng mà mưa quá nên là nay thì chắc sẽ còn ghé lại lần tiếp. Ở miền Nam thì họ gọi cái con ngan này là con vịt xiêm, đúng rồi đó. Vâng, mình sẽ còn thử một vài những các cái món khác cho mình gửi tiền nhé. Anh quay như là do sở thích của anh hay là anh đang lấy hóa đơn nhé? Anh hay năm đi mà nhé? Khi nào khách tới ăn thì em biết. Đây ở đây thì hơi khác một chút. Nói chung là thông thường các cái nhà hàng ngoài Bắc ấy, thì chúng ta sẽ đến quầy tiếp tân để mà đến quầy tính tiền để trả tiền nhé. Cái này thực ra nó là một cái bất tiện, nó không phải là một cái việc mà phục vụ như ở những các cái nhà hàng mà các bạn ăn ở nhà hàng Tây á, hoặc là ở trong Sài Gòn. Ở đây thì nó hơi khác biệt chút xíu, nhưng mà đây là cái văn hóa riêng của mỗi vùng miền á. Search trên rồi video clip của mình xin phép kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay nha. Bye bye các bạn.